Ngộ không, hôm nay là thứ mấy rồi con? Dạ, thưa sư phụ, hôm nay là thứ bảy. Để ta. Hôm nay là thứ bảy và anh đang đi giúp tim vào ba. Nhạc lên là em nhảy và anh sexy sexy đẹp ta. Tối hôm qua em kêu bỏ đội, muốn đi chơi thì em nói thôi. Mà hôm nay em lắc em quay và anh ra đây kêu thêm một đồ. Lắc, lắc quay quay, quay em bay trong tư phê. Kêu em ra lòng kinh và anh nói thì rằng là em mê. Anh thích cái em gắn tay, chuyện đấu thế khi anh đổ bông. Và anh biết em nhiều người tình, nhưng anh yêu thì em đổ không.